Mình hy vọng là thông qua cái chương trình này thì mọi người sẽ chào đón cái cộng đồng LGBT này một cách nhìn khách quan hơn, và phải, tức là muốn tất cả mọi người đều hiểu là đều LGBT, là tất cả mọi người nam nữ gì đó đều có quyền được yêu thương và có quyền được thể hiện hết cái tình yêu đó của mình.